Nhìn thấy ông Trăng nha. Sau đây xin mời tiếng hát Danny Dũng. Ông Trăng Mỹ sắp sửa đến Trung Thu rồi bà ông chị. Cảm ơn chị nhiều lắm nha. Và các bạn, các em, một mùa hè thật là vui. Hân hạnh được hát ở đây lần năm thứ ba rồi. Là nhạc phẩm đầu tiên xin gửi tới các cô chú, anh chị, các bạn. Nhạc phẩm Chữ Tình Chữ Tiền. Nếu mà thấy bản nhạc mà hay nãy giờ là phải ủng hộ bản nhạc nha. Cái này có liên quan chút xíu tiền nha. Cảm ơn. Cho tôi biết ai người thương mình, tình cho tôi biết ai người dễ tin. Trong tay có tiền có quyền, vây quanh nghĩa tình vì tiền. Khi có tiền cuộc sống như tiên. Chuyện mà đó lòng người, nào ai biết chuyện ân tình đôi người. Xa cơ mới hiểu tình đời, khi xưa lắm kẻ gọi mời, nay hết thời một mình chơi vơi.
lắm kẻ gọi mời, nay hết thời một mình chơi vơi. Tên chỉ là giấy không tên, khi người còn sống lên, để rồi bao nhiêu tính toán vì tiền mán bao dối gian. Tên chỉ là giấy yêu thương suốt cả kiếp người, buồn xuôi dựng đã cuộc đời, mà cười người khóc thương ta. Không biết làm sao mà hát tâm sự buồn mà hát cái bản này là biết bao nhiêu người đi theo Thích Minh Tuệ đó nha. Bỏ hết mà không cần buôn bán, không cần làm gì hết á, là cứ xách cái nồi điện cơm điện mà đi. Tất cả các anh ngoài kia là có buồn á, là cứ xách cái nồi cơm điện theo Thích Minh Tuệ này để thích Danny Dũng.